Khoa đang qua đây lấy xe đạp. Bỏ xe luôn, Khoa không cần, không ngó cái xe đạp luôn. Chắc Khoa bên kia cũng quay né cái quán. Xe đạp bị để lung tung hết, có người dắt qua cho nó. Khoa chấp nhận bỏ xe luôn, bỏ xe đạp luôn. Đó, giờ Khoa không thèm dòm cái chiếc xe đạp của mình. Đó, xe đạp Khoa đang nằm ở đây. Đó, Khoa sẽ đi bộ. Đi đâu vậy? Khoa đi đâu vậy? Không biết luôn. Vô chùa Vĩnh Long. Ừ, Khoa phải đi vô chùa Vĩnh Long. Để Khoa sám hối. Đi bộ chắc chắn là sẽ đi vô chùa. Đó, giờ Khoa đã không biết cái đâu nữa. Cảnh đồng ngoạn. Cảnh đồng ngoạn. Cái khách sạn của mẹ em trên Đà Lạt có phòng đôi không Phong? Không. Có sắp sửa có tổ chức đi chơi. Đi chức đi không? Đi Đà Lạt đi. Đi mấy ngày chứ? Đi hết từng chân ở chợn luôn. Ở luôn hả? Trời ơi, này chơi lớn gì chứ? Chơi ai chơi lại gì chứ? Mũi bự đang quay chơi gì nữa? Khi nào đi? Thứ 6 đi. Thứ 7 đi. Từ nhà này thấy nó có một đoàn mà tính bắn bao nhiêu cũng được. Nhà tao có một hộp bự nè. Bắn ghế là món con lấy hộp sòn bắn luôn. Trời, chết nó đi. Rồi cái gì đi gì à, có mua gì hoài vậy, cặn cho cháu không gì chứ? Ở chợn có gì ngon hết, trốn nợ mà cận đồng. Ơi, chợn nó có dâu tầm nha. Con trốn nợ, không có tiền gì hết. Dâu tây. Ái hồng trên đó luôn rồi. À, chứ đỡ rồi hả? Ái hồng chính đó nha. Ủa mày chất lên trên đó, có bán vé số không? Không, Dũng đâu quán. Lạnh mấy cọc lên trên bán gì chứ? Lạnh mấy cọc lên trên bán đắt lắm ơi, trời, thời cái trên đó đã lắm gì chứ. Ở Khoa chở xe đạp. Mày trời ơi, mới mày chính tiền chồng tao mua xe nữa, tao quýnh mày má nhìn nọ. Nha, đi cô gì mà kỳ quá vậy? Đi cô mặc đồ không có mặc quần. Bây giờ đi bán xe đạp đi gì chứ? Giờ đi bán xe đạp không? Chở chứ đi bán luôn là bán lấy tiền xài. Có đâu gì đi con được rồi. Đi bán đi, lấy 350 đi, có đi ăn lẩu luôn. Lấy 350 ăn lẩu bò tao. Trời ơi trắng nè. Để đi cầm mày mua ở đâu nói ra bán lại nó cũng có. Đó bởi vì cầm đi đâu đi đẩy luôn chi. Rồi chức đi đâu rồi chức? Đi lại đâu? Đi lại anh Hưng Trần hả? Rồi chức giờ đi qua. Mà trước mặt chức là anh Khoa đang ngồi. Đó, anh Khoa thấy chức đi là anh Khoa đi theo luôn. Thôi công an lại, tao chạy lẹ luôn. Tao chạy công an đang đi ba thằng nè. Thôi ba thằng công an tao trốn. Chức giao đây nè, đi đi ngoài kia vậy. Vô trận. Đó, chức đang đi lên về anh Khoa. Thôi công an lại, tao trốn. Chừng nào tới chưa anh nha. Ơi, tụi em cũng đi nhà Đà Lạt. Đi vô chùa tu nè. Rồi 3 ngày chồng có mua xe đạp với đặng. Nãy ba thằng công an nó đi đường nào vậy bà? Nó đi đường này nó kiếm bà đó. Phải không? Thôi vậy con trốn đi. Ba thằng công an phải không? Trốn công an lại. Đi sao? Đó, chức bên này. Cũng có thấy đâu mà. Để anh không nghe. Công an kiếm mày á là lưỡng lên cầm nó bỏ đi về đâu hả ba thằng công an bầu mày bỏ vậy mình ngồi mày ăn mà vậy mày kêu hủ tiếu bả mày lại gần nè bố à lộn số rồi ê nó đi vườn kìa nó bọc bẻ kìa đó thấy không.
Đó, Khoa bỏ xe đạp Khoa đi luôn. Đó, hôm nay Khoa bỏ xe đạp đi luôn. Nãy kêu à, không hỏi. Nãy kêu vậy? Bả bưng bánh cuốn rồi chưa? Dứt kêu bánh cuốn rồi. Ủa, tối nay chị đi chùa mấy giờ chị mới đi? Đi đâu thì chất có đi không? Bà Sương nè, bà đi mấy ngày chị Sương? Chùa nào vậy? Đi chùa nào? Sao bà nói bà đi? Ý là nói Khoa mai vô chùa tu. Rồi cuối cùng sao chứ? Gì? Rồi sao giờ? Nó trốn rồi. Trốn hả? Đó, hôm nay Khoa vẫn xuất hiện nha cả nhà. Dù Khoa làm gì làm. Cái gì? Mới bị sao bị đánh? Xích vô đi, xích vô đi. Ủa sao em chửi chị là Quyên? Nhưng mà ý là tại sao chị chửi là Quyên? Cái lý muốn chửi đồ luôn rồi. Gì? Ý là anh biết rồi, nhưng mà giờ anh muốn biết cái lý do. Không? Gì? Ủa có sao bị gì vậy? Không chịu bình thường, trong này đâu có vậy, không bị gì. Chiều em nói chuyện bình thường mà. Em mới bị tắc tiếng. Ủa cắt tiếng lẹ gì? Hồi nãy mới bị đánh nè, người ta lấy mất chỗ đồ rồi. Mà đánh vô đâu? Đây đây, trong xe em, ở trong hẻm ngay đây. Đánh kỹ đầu hả? Người ta đánh em. Như cái mặt bị sưng không? Đâu? Phải không? Phải đâu? Không, cái mặt trên này biết có không? Ai biết đâu, không? Quay qua bên này coi, quay qua bên này. Ai biết không? Cái bên này không, quay ngược qua bên này. Quay ngược qua bên này nè. Ngược qua bên này nè. Nhìn giống mấy gì chắc là. Rồi giờ cái vỏ đồ đâu rồi? Thằng đó lấy mất đồ đó. Rồi. Rồi ai lấy vỏ đồ đâu đâu coi. Có thấy gì đâu. Em mới lấy xong á. Em mới lấy là người ta nói gì với em? Có nói gì không? Người ta lấy xong rồi người ta lại im đi. Nó bỏ chạy luôn. Còn ta đi xe gì? Không ra. Ý là xe gì á, xe hiệu gì á? Xe quay. Xe quay hả? Mà cái thằng mặc áo thun trắng. Cái quay là như là chiếc quay này là đánh em mấy lần rồi đúng không? Mà phải người cũ hay người mới? Người mới. Người mới không? Thằng nó đem một kiến mặc áo thun trắng. Ý là đánh cảnh cáo hay là sao? Hay là lấy cái vỏ ký đầu hay sao? Ờ, đánh em nó trông xe em luôn. Ờ, mà đánh nhiều lần không? Hay là đánh một cái một? Nó mới đánh nãy giờ. Ý là đánh cái xong rồi lấy cái vỏ đi luôn. Hay là trong lúc một lần đó là đánh 10 cái hay một cái? Đánh dồn dập luôn. Đánh dồn dập luôn hả? Ừ. Rồi mình đang vừa thấy được cái nên bỏ chạy luôn. À, lấy vừa thấy cái bỏ chạy hả? Bây giờ Khoa tính sao? Khoa tính sao đi về nhà đi. Thôi giờ về nhà đi, về nhà nghỉ ngơi đi. Em không về nhà nữa. Em lại lì nữa. Rồi áo quần không có, bây giờ cái quả. Thôi giờ tiền em cũng bị hết, còn tiền em còn không? Không. Rồi tiền đã để trong ba lô mất luôn đúng không? Trong ba lô có gì chồng? Trong ba lô chỉ có quần áo thôi. Có điện thoại không? Không. Sao nãy nó nghe mấy em nhân viên nó có hình. Điện thoại của bác. À, có điện thoại nữa hả? Ủa sao bữa giờ ra không có điện thoại? Không. Điện thoại là của bác của người ta mới cho em chị ơi nè. Ai mới cho nữa? Ai cho? Ê, nó qua nữa rồi, Khoa ơi, qua nữa rồi, Khoa ơi. Đó, đây là nhóm bạn của Phương qua kiếm của Phương. Vô nha mọi người nha. Mọi người coi Facebook mọi người nhớ share chim chia sẻ giùm em nha mọi người.
chia sẻ livestream cho hội nhóm, chia sẻ livestream công khai. Gì vậy BD? Đó giờ Khoa bị đánh xong, giờ Khoa luôn mờ luôn. Có nào đánh vô cái cổ họng nói chuyện không được luôn không ta? Không. Chứ sáng thấy còn chửi dữ lắm mà. Chửi mà khí thế luôn á. Chứ làm gì mà cắt tiếng ghê mau vậy, mới sáng chửi kinh khủng luôn. Ủa nãy thấy bỏ xe đạp rồi mà sao giờ đâu còn xe đạp gì Khoa? Hồi nãy em bỏ xe đạp đó, em đâu lấy đâu, anh nhớ mà. Đâu có, tôi nghĩ lên mà cô lấy không được, không để anh mà đi bán gì chắc dụng. Không nói gì hết, chứ chẳng theo đánh em à. Có hấp dẫn gì không? Không, nó đánh gì rồi, im đi. Nó cái là người còn thấy thôi, nó bỏ chạy luôn. Thằng nó mặc áo thun trắng, đi thì quay, mắt kiến. Có một người nhắn tin cho anh. Có một người nói là mới chạy ngang qua Lan Quế Phường mà nó không biết ai. Cái người đó hay nhắn tin cho anh lắm. Mà lâu lâu rồi dạng là gặp Khoa là nó nhắn tin anh. Anh đâu biết ai đâu. Là em quên ở trong này. Gì? Em quên em đó. Bây giờ cái vỏ ba lô qua khỏi tiền chơi lỡ người ta quăng nó không sao. Chứ ta lấy ba lô cũng phải làm gì. Người ừ. Ta, chắc có nào qua khỏi gặp cướp không? Tự nhiên đi lấy ba lô cũng không? Nó chặn ngay đây rồi liên tục luôn. Nhưng mà có lấy ba lô luôn không? Lấy ba lô em để xe đi nè. Rồi bây giờ có ba lô mất luôn hả? Rồi em mới đi dạo đây nè. Em dạo ngay đây thôi. Cái này ủ thơi đây nhẹ nè. Em đến mất mất ba lô. Cái thằng nói tới đây hỏi anh ơi anh đi chơi mình với anh được không, cái nói em nói rất tự tế chứ không cái nó chặn heo đánh em luôn. Cái là đòi chụp hình với Khoa mà Khoa không cho chụp hình, cái đánh Khoa luôn. Ủa kỳ vậy, nó chặn theo em, nó giả vờ rồi hỏi vậy đó, cái nó đánh em luôn. Bây giờ cái ba lô tìm ra chưa? Em đang đi tìm thì mới trên mấy cái thùng rác thôi, nhiều khi có người ta có giấu không. Mà nãy giờ Khoa đi đâu hả? Nãy giờ có chạy vô mấy cái đường hẻm này không? Mấy đường em để đây nè, rồi em đi bộ ngay đây nè. Em đi bộ ngay đây thôi. Em chờ thấy có mất dỡ đồ rồi, mà xe vẫn còn. Thằng đó em mấy này rồi. Đánh mấy lần hả? Thì đó, bây giờ Khoa kiểu hết đồ luôn rồi. Bây giờ có bộ đồ sao, Khoa tính sao? Về nhà lấy hả? Không. Về nhà lấy đồ không? Không, em không về nhà nữa. Về nhà đem trở về nè. Em không về nhà nữa. Em có đồ giặt cũ nhưng mà bây giờ tiền bạc em hết rồi. Tiền hả? Mà cho mượn hả? Không mượn luôn. Có mượn 120 vui vẻ. Có chết con rồi. Không. Vậy đang cố gắng tìm ba lô lại. Hồi chiều ai kêu Khoa mua đồ cúng nhiều quá anh chi, ta để tiền đi tự nhiên mua đồ cúng có hồn. Nó chặn theo vào đây nè, để em liên tục luôn. Cái là đang cuối cùng thấy là nó bỏ chạy luôn. Có khi em đi, nó mặc áo thùng trắng, nó đi theo quay, tướng lùng, còn đeo cái kiếm. Cái ông có đầu chọc thắt bính đúng không? Không. Biết giờ biết tung tích ai. Để ông có hai cái chân không? Mệt quá đi. Anh muốn xác định tại vì bây giờ người đó đi chơi quay, đi chơi quay nước đẹp trai luôn, đẹp trai cỡ pha mê luôn, đem một kiện tiền đi chặn em đi đánh em luôn nè. Có nhớ biển số xe không? Dạ. Nhớ biển số xe không? Không anh, tôi đang muốn chạy lẹ lắm. Sao qua ông gọi công an đi, gọi công an phường 8. Ở đây mấy người thấy nè, bỏ chạy luôn. Mà giờ lên công an không? Lên công an không? Bây giờ anh hai em ba dẫn lên. Lên báo rồi, bị mất ba lô, mất tiền bạc, điện thoại. Trong đó không có tiền bạc gì hết. Ủa tiền, có tiền có bỏ đâu? Em xài hết rồi. À, xài hết 400 mấy giờ sáng giờ xài hết luôn. Xài gì dữ vậy? Chứ mua đồ này nọ đó. Rồi điện thoại rồi sao? Điện thoại của bỏ lên. Giờ lên báo đi cho chắc cứu để người ta lần sau không dám quýnh nữa.
Còn bây giờ mà không lên công an đi là nó lên nó quýnh nữa. Nó lên quýnh nữa, nó ngồi đó Khoa mua bao nhiêu đồ nó cũng mất hết á. Còn bây giờ Khoa mua cái ba lô, Khoa lấy cục đi xích, Khoa cột cục xích vô cái xe mà xe đạp luôn phải không? Phải chạy mấy lần rồi, phải đi mấy lần rồi. Đó. Bây giờ mua cái dây xích đi. Ủa, mà, nhưng mà nó có dây trên nhà không? Dạ. Nó có dây trên nó có dây. Đó. Nó không có nói quýnh em, nhưng mà nó chỉ nói là nãy có đảo ngang qua Lãng Phường kiếm Khoa vậy thôi, chứ không có nói quýnh em, nên không, anh không có xác định là người đó sẽ quýnh em. Nhưng mà nhiều khi người qua đây có kiếm Khoa coi Khoa có đây không hay là sao, nó nói là xin chụp hình mà không cho cái ông chắc tại Khoa không chụp cho giống như kiểu là Khoa không cần... phải không có chuyện ấy. Em nói rất là thực tế, em nói em không thích chụp hình tôn cản dùng cái nước nó sấn nó đánh em luôn. Mà ý vừa lúc em có thái độ không hay là em nói chuyện bình thường? Em chỉ nói bình thường lại vét nữa. À. Mà lúc mà mặt Khoa có buồn không? Hay là vui vẻ bình thường nó thôi em chụp. Em đang đi nhà Phật đây nè. Cái em này đây nè, đừng có lô trên xe luôn. Cái em quỳnh vô cái mất bao lâu rồi. Thôi rồi thôi, của đi thay người đi, không sao đâu. Còn xe đạp à. Mốt mua cái ba lô á. Em vừa mới tìm ba lô lại. Ba lô của anh Toàn cho, mất không có được. Vậy thôi đi qua đi tìm cái ba lô rồi gắn vô. Em thì cũng mới đồng cây mà. Bây giờ Khoa bởi cái đây xe đạp đây đi rồi đi tìm cái ba lô. Lát có về thì mất cái xe đạp, còn cái ba lô nó còn. Mất xe đạp mà còn người. Đó không thì Khoa mua cái ba lô Khoa bỏ vô. Thì đó Khoa đến tìm Khoa mua cái ba lô đi. Rồi Khoa mua xích nữa. Ba lô đó ba lô Khoa anh cho. Thì anh bỏ cái ba lô đó luôn, anh không có xài nữa. Không được. Không được. Đi tìm ba lô. Đó. Cuộc chiến của Khoa không biết bộ phim này bao giờ mới hết, đủ thứ trò. Hồi nãy mới đầu clip thì nói chuyện không được, mà cuối clip thì nói chuyện được nha cả nhà. Bây giờ anh biết cái ba lô đó là lâm trời đó, người kia anh giấu anh vợ rồi đó. Câu chuyện của Khoa là chưa đi đến hồi kết. Ép vô đi đó. Đó cô Phương mới đi PR quảng cáo xong, bây giờ cô Phương ghé quán luôn. Cái viên chiên truyền thống nè, cái viên chiên mắm tỏi nè, đó và BD lộn mèo nè. Cô Phương coi chừng Khoa không khỏe nha. Trời ơi xui ghê, tôi đâu có làm gì Khoa đâu mà làm khỏe tôi. Đó có gì có Phương ơi dạng. Đó hiện tại làm với Phương hôm nay rất là đông, ở nhà đều vui vẻ. Còn Khoa vẫn đi kiếm xe. Đi đâu vậy hai đứa? Đó 152 người đen xem mấy lô hùng võ văn nè, ra ngồi mở mắt mà không kinh đê em dành chơi dê. Đó anh đi qua đang đi vừa mới tìm. Đó Khoa vẫn đi quay lại kiếm xe. Đó nè Khoa nè mọi người. Đó Khoa vẫn phải đi kiếm cái ba lô lại cho bằng được. Kỳ vậy đó, tìm ba lô nó mới nhìn luôn luôn, nhìn tới Khoa nhìn có một cái à. Bây giờ tìm kêu Khoa qua tìm rác tìm. Tìm hết tất cả mọi người coi có tìm được cái ba lô hay không. Đó Khoa đã chạy vô đường hẻm tiếp tục.